Hi và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người chế tạo một cái mỏ hàn nhé. Để chế được nó thì mình sẽ cần những thứ sau nhé. Ống 21, mình cần một khoảng là khoảng 10 cm nhé. Hai cái bịt 21. Đây. Tiếp theo mình sẽ cần dây meso. Một thanh đồng, thanh này mình lấy trong loại dây điện nhé. Mình có mài cho cái đầu nó nhọn này. Tiếp theo mình sẽ cần đó là ống thủy tinh chống cháy. Cái này thì mình mua trên mạng thôi, nó rẻ lắm. Tiếp theo mình cần một vài thứ khác nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên mình dùng cái này này. Dùng ống thủy tinh chống cháy. Mình cần một đoạn này. Thì ống thủy tinh chống cháy này nó vừa bằng luôn nhé. Đây. Đó. Bạn mua thì bạn mua nên mua bộ luôn thì nó vẫn rẻ hơn. Tuy là đôi khi nó không rẻ bằng nhưng mà nó vẫn tốt hơn. Như này. Tiếp theo thì mình sẽ cần nó là một cái dây đồng. Từ cái loại dây điện ra thôi. Bỏ vào. Như này. Đây. Bên này nó có thể tuột vào này. Bây giờ mình dùng dây meso nhá. Mình cắt một khoảng là 25 cm. Như này. 25 thôi nhá. Mình sẽ quấn dây điện vòng vào. Mình cần thêm hai cái ống nhỏ cũng bằng cái này thôi. Mình sâu qua cái này nhá. Đây. Đó. Mình làm tương tự với cái còn lại nhé. Như thế này. Bạn thấy không ạ? Bây giờ thì mình sẽ cần đến cái ống bịt 21 nhé. Ở đây. Mình sẽ đâm nó trở thành như thế này. Mình sẽ dắt ba cái vào ba nơi. Nhá, như này. Bây giờ mình sẽ bấm thử nhé. Đầu tiên thì nó sẽ ra màu vàng như thế này. Đợi khi cháy hết thì nó sẽ không ra khói nữa.